Bạn chấm rếp xuống bởi mất, và cũng một căn channel We Inspire Reader. Nếu cứ chia, sự phơi đa miên chấm nón chương thà, chọn miên lướn, miên bạp dù ổng vãnh, trở bà lối ảo thực cả. Nếu cứ chia, sự phơi rồi bỏ đàm đàm chữ vất, đài chọn con nâng rếp riêng đòi lục bạch vị trầy. Khi nông sự phơi này đai cư này dưới ẩm phí át cầm bắn, nâng vị thi sầm khăn chỉ tràn, khi nông ca ảo lối thực cả chấm nội dương. Bạp nghề nghề đã bàn vì sao rụt một hơi thà, cực nghĩa ách phước bàn dạng bất bạc gọt. Tỏ, ấy lời ní dương chiên chôl tự đoàn Aramakatha nây dịp hơn ní tay mở đồn. Aramakatha. Ta lúc nè chưa tê thả. Lối, cứ chỉ côn cháu đã smọt trọng bòm phốt, bảo sân bảo nè chè cực rôn thay ra xa bộ kỳ. Lối ách bạch mê xa khá, nâng bà đoàn phòl tốp xin ông ở dương bàn chỉ tràn phơi phòng đài. Bà phốp đã nôm ở dương bàn lối mộc nú. Mình men miên tay vì thi thơ ca rốt lùi, rư thơ chùm nuôn tay mà giang nụ tì. Vẫn tay, nửa miên tiếp xa xâm rạp vì nụ dốc tún, ôi lùi thơ ca chùm nuôn dương, đòi dương mình chăm bách tự pra cầm lăng ở với nà nà phòng tì. Nhóm chong ôi nè, thơ chân tà nà ca thả. Nè, cứ chưa mà chắc cầm hồn, nâng chì nè miên mùi rụ. Tu nà tì rồi bỏ nè, cứ cực rôn chắc ca chì vứt rồi bỏ nè, ôi miên ca rít chùm ra ân chuyên tử mục. Miên sực đầy sọc. Thêm tàng miên phiếp công vung khăn ông chì vật. Miên miếp prạ chai vui ọc mù chì vật. Nâng miên lùi dục tờ chai chai ai nẹ đợt tấy. Rưu chân này bởi đất rương lõ lõ đo sẵn cùng. Bần tay ca bất nà. Cùng hôn mùi đài miên tay mà cha chặt ca. Nâng thư ca tay mà nẹ ảnh. Viết có tư mình rụi đài. Ba mình chân tế mà cha bà cót chuyển nuôi hót giang khẳng. Cà rốt bốc lực rưu côn chai một chuối thư ca. Đầm bây ỏi thu cầm lắng. Tớp chỉ rương đài xăm rung bùng hột. Lùi, cứ chìa con cháu đã smọt trọng bòm phật, đã nâng chui sang phiếp cung vung ở cửa hôn rư chì vết rồi bỏ nè. Đối chứ nế, dương quả bây đang bị thoa mà chưa rồi bỏ lùi. Nâng trơ dô thả, ta quả bây cực cung vía đôi mà đích, đàm bây ở viên miên phiếp cung vung khăn ông bêl đàn mà nụ chì chân. Bây chìa thuê bà hẹt khăn ông ca sắc xa bị thoa mà chưa rồi bỏ lùi, đã chìa đàm hẹt đôi chùm bòn, nôm ở kê prao lùi khô vị thị. Miên này thả, kế cua tại pra lối ỏi thư cả. Tại kế bay chỉ dốt lối từ tư nhờ rồi bỏ chai viết tầm dạng cụt. Nâng pra lối đòi mình bán kết cu, rồi hốt đòi tiết bấm phốt kế bán khai chia tiết sở cỏ lối. Đọc cua ỏi xong vậy. Tiếng ổn ý cứ đòi xa kế thư luôn mình chát là mồm, ai thư chưa mà chắc cực cực rộng lối. Thêm tiếng bán bằng đòi luôn ỏi thật lẽ chưa chụm nấy nấy ca chong bán rụp hiếp lốp rồi bỏ luôn này. Nâng vùng vên khi nông đâm lại, đài mình men chưa đâm lại đòi bất bạc cót rồi bỏ lối. Nhưng sẵn khâm dạng một môn tha sẽ phơi mùi các bạn ní. Nâng thư phơi ôi nẹ mình thật lẽ chôl khăn nông sập hiếp bạp nụ tì. Đó về lìa đài nẹ trâu dô đăng. Đàm bây chùm rung khuôn nẹ ôi khai tư chìa mà cha rồi bỏ lối. Nâng dô bì lùi ôi bàn trâm trời. Bà chà bọn ní dương mình ách nâng phạ đề xét vì sập hiếp xâm khăn rồi bỏ lối bàn tì. Bà riêp bây đôi chìa sổ sai chiêm thông. Xâm rạp trình châm chì vết rồi bỏ mình nụ dương. Có trớ ca prao lùi, tình lán có trớ prao lùi, vì nó dục tún có trớ prao lùi, bạc lan tờ nà mộc nà có trớ prao lùi, hộp à hà quấy có trớ ca lùi, phơ mà hộp có trớ prao lùi, tính cương xăm có trớ prao lùi đại. Dương ách như dây bàn tha, khám yên ở quấy đài mình trớ ca prao lùi tì. Xong bây tại ca chôl bình tục tắc xa thiên nạ, nơi bê khá có dương trớ dục lùi một prao đầm bấy tính cửa đá đài. Lối chia bà cháy tì pram xâm rạp chì vết mà nụ. Át tờ này tàng mù rô bò xếp hơi ní cư thà lối chìa rương xâm khăn. Hơi dương trơ tài chế cực rộng vỉa, chế xân xòm vỉa, chế prao vỉa. Nâng chế dốt vỉa tàu vi nì dốt, đầm bây ỏi tu lê khăn nông bệnh chi xân xòm rô bò dương, ca ơn lăng chìa lụng đập. Quần tay tam bất tư ca dôl pi vị thi prao nâng vị thi cực rộng lối ỏi bàn trâm trơ nụ. Lúc tra tài dương dôl đăng pì rương lối ỏi bàn si chùm rơ. Cư dôl đăng pì thoa mà chìa rô bò lối nụ ảnh. Bất mẹn hơi, lối miên thoa mà chưa rồi bỏ về. Miên chỉ vứt rồi bỏ về. Miên chất rồi bỏ về. Nâng miên hai phòng rồi bỏ về chôl một rộng dương. Nâng nâu chỉ mua dương bàn dư ổng vãnh. Hơi lối, có miên hai phòng rồi bỏ về kết chân bị dương đôi khả nịa đại. Chấm nói chẳng ní cứ chỉ khlâm xa nây sự phơ một cái bà này. Nhưng bát, sẵn khâm tha lúc nẹ nâng bàn dương bị về. Thêm tiếng ách nôm dốt tới bộ tế bát ở bàn bất bạc gót nâng bàn lật tập phòng lõ bổng phốt phòng đại. Tại trâu trong trăm thả rương lối, mình ách chất cả đau nâng viết bàn tì. Bởi sân bà canh tay bà nhập, ách nuông tờ rô ca khóc lọt bàn.
អត្តន័យរបស់សិភើនេះមានពីចំណុចសំខាន់ៗគឺចំណុចទី1គប្បីយល់ពីធម្មជាតិរបស់លុយឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងគប្បីផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈគតិខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងលុបចោលការជឿឬការគិតដែលខុសតាក់ទងនឹងលុយដើម្បីបើកឱកាសឲ្យខ្លួនឯងទទួលបានលុយច្រើនជាងមុនចំណែកឯចំណុចទី2គឺតាក់ទងនឹងការគិតនិងវិធីនៃការប្រើលុយឲ្យធ្វើការជំនួសយើងឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកមកស្គាល់ពាក្យថាលុយឲ្យបានច្បាស់ទាំងអស់គ្នា